Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2. Những ngày vừa rồi có lẽ là vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, vấn đề thời sự chính trị xã hội cũng đang rất là nổi nóng, rất là được cho là dậy sóng. Vì đại đa số người Việt Nam mình ở cái tuổi trưởng thành sau những thập niên 80 thì phần lớn thanh niên chúng ta là những người xuất sắc, những người được cho là xuất chúng ở tất cả các cái trường phổ thông, thậm chí là các cái trường đại học đều kéo nhau đi học ở nước ngoài và chủ yếu là sang 15 nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết và bây giờ được gọi là Liên bang Nga, còn trước đây được gọi là Liên Xô. Thế thì rải khắp ở 15 nước Cộng hòa ấy thì có lẽ là hàng nhiều vạn người Việt Nam, nhiều vạn thanh niên Việt Nam xuất sắc và ưu tú sang học tập, sinh sống và làm việc. Và đến bây giờ trở về quê hương cũng đang để lại một cái dấu ấn gần như là quê hương thứ hai của họ. Và cái nỗi đau vừa rồi xảy ra giữa hai cái đất nước được cho là anh em, hàng xóm, láng giềng, thân cận, thân thiết và gần như là tình mẫu tử ấy lại có những cái nỗi đau đang xảy ra, đó là nã đạn Đại Bác vào nhau, nã những quả tên lửa vào nhau và hầu như ở mỗi phía đều có những người thân của họ. Và hôm nay xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe chia sẻ của anh Hoàng Anh Khiêm, vừa là một giảng viên của một trường đại học ở phía Nam, đó là trường đại học Đồng Nai. Anh cũng là nhà nghiên cứu khoa học lịch sử và cũng là một trong những người đã từng đi qua cái đất nước ấy và trở về hôm nay. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe chia sẻ của anh. Vâng, xin mời anh chia sẻ một chút những cái gì mà anh đau đáu những ngày vừa rồi về cuộc chiến giữa hai nước Ukraine và Liên bang Nga. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, xin chào anh Thanh, xin chào cộng đồng mạng, chào những người bạn của tôi ở Hà Nội, những người đã từng là du học ở Liên Xô, ở Đông Âu, nay là trở về nước và hoặc là cũng còn đang là sống tại nước Nga cũ, Liên Xô cũ và Đông Âu. Thế thì cái sự kiện chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine nó là một cái sự kiện rất lớn trong cái tình hình về trật tự thế giới hiện nay. Cho nên từ nhiều ngày nay thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự tìm cho mình cái giải pháp ứng xử như thế nào đối với lại cái cuộc chiến tranh này. Thái độ chính trị như thế nào. Thế thì tôi đưa ra một cái nhận định khá khôi hài, tức là cái tình thế này là tình thế trâu bò đánh nhau rồi mỗi chết đấy. Và trong cái hiện tình đất nước mà đang suy vong ấy, đang bất ổn chính trị nghiêm trọng như hiện nay, chúng ta đánh giá cái cuộc chiến này như thế nào? Thì tôi đã từng là hội viên của cái hội ngôn ngữ Putin ấy, từ những năm 72, 73 đó. Đã từng thuộc rất nhiều thơ Pushkin, rất yêu những cái những tác phẩm văn học hiện thực của Nga như là Lắp tôn tôi, rồi là sau này là Ostrovsky, Tháp đã tôi thế đấy, rồi những nhà văn mà nổi tiếng về cái hiện thực, chủ nghĩa hiện thực như là Dostoevsky, Gogol và kịch của Chekhov, vân vân. Thế thì nhận định về trật tự thế giới mới này như thế nào? Thì cái cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đây, đối với Ukraine đây, không thể nói khác được, đó là chiến tranh xâm lược và chắc chắn nó là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đây là cái điều nhận định đầu tiên của tôi.
Bởi vì đây là cái cuộc chiến tranh của hậu chiến tranh lạnh, của thời kỳ đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội thập niên 70. Thế thì cái xu thế đối đầu này đấy, nó vẫn còn âm ỉ đến tận ngày nay. Nga lấy cớ là chiến tranh xâm lược Ukraine đấy, chính là vì cái nước FSNZ cũ này đấy, hay là nước chư hầu của Nga cũ này đấy, là ngả theo NATO và đang xin gia nhập NATO. Và NATO thì chúng ta biết rồi, đối trọng với lại cái khối Bắc Đại Tây Dương, Warsaw năm xưa. Thế cái xu thế đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, bây giờ chủ nghĩa xã hội sụp đổ rồi, Đông Âu sụp đổ rồi, Liên Xô không còn nữa. Thế nhưng mà cái hậu quả đấy của cái trật tự thế giới, hậu chiến tranh lạnh, nó vẫn còn đang ám ảnh rất nặng nề. Hiện nay đó là cái sự tranh chấp giữa Tây Âu, Mỹ, Nga, Trung Quốc. Và chắc chắn là Biển Đông chúng ta không là loại trừ ra khỏi cái sự tranh chấp này. Thế là đánh giá chung đấy, có nhiều đánh giá lắm. Thế nhưng mà chúng ta là tập trung ở chỗ này. Tôi là bành trướng của Tàu Khựa đấy, bành trướng Bắc Kinh đấy, đã từng tố Liên Xô là đế quốc xã hội. Ngày xưa là chúng ta hoang mang cái thuật ngữ này, khái niệm này, đế quốc xã hội. Nhưng mà thằng bành trướng Bắc Kinh đấy thì lại thể hiện rõ là chủ nghĩa xô banh đại hàn. Thế cái thằng đế quốc xã hội mà lại liên kết với lại cái thằng xô banh đại hán này đấy, thì đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải không ạ? Và chúng ta biết rằng là tổng thống Putin đấy vẫn là một cựu sĩ quan KGB ngoại hạng. Putin là sinh sau tôi là đúng 5 ngày. Tôi sinh mùng 2 tháng 10 năm 1952 thì Putin sinh mùng 7 tháng 10. Tôi cứ coi là anh chàng này là nhưng mà thằng em một thằng em đúng nghĩa, mặc dù cùng năm cùng tháng nhưng ít ngày vẫn phải là một thằng em, đúng không? Vâng. Nhưng mà thằng này nó lại hơi là độc tài và hơi bướng. Vâng. Thế thì chúng ta tập trung vào cái chuyện, tức là tại sao một tổng thống của một cường quốc, siêu cường quốc là Nga hiện nay, đặc biệt là siêu cường quốc về vũ khí hạt nhân nguyên tử, mà lại đối đầu, mà lại gây áp lực với là một tổng thống là cựu danh hà. Và một cựu thị trưởng nữa, Vitaly Klitschko. Vâng. Quyền Anh, vua địch quyền Anh thế giới. Thế thì đó là một câu hỏi. Liệu có giải pháp nào cho các cựu KGB với lại cựu vua địch quyền Anh với lại cựu danh hài nổi tiếng của Ukraine? Thế chúng ta phải nghĩ đến cái thái độ của Mỹ, thái độ của Trung Cộng, Tập Cận Bình. Thì Biden bây giờ vẫn trung thành với con đường của cựu Tổng thống Obama và Hillary Clinton nhằm chia rẽ nước Mỹ, và cuối cùng là đã dâng nước Mỹ cho Tàu Cộng.
nhưng mà bài đàn này cũng phải tuân theo quốc hội, cho nên Mỹ vẫn là hứa sẽ là ủng hộ, họ hứa và họ đã thực hiện rồi. Chi chừng là 350 triệu hay là 300 bao nhiêu tỷ đấy USD cho viện trợ cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lăng của Vladimir rồi cả Đông Âu, Tây Âu, Ba Lan rồi là các nước Pháp, Anh cũng đã viện trợ cho Ukraine về vật chất và tinh thần, về vũ khí, khí tài và mở cửa biên giới để dân Ukraine có thể là tị nạn hàng trăm ngàn người, ví dụ như là Ba Lan hay một số nước khác. Cái trong bối cảnh đó đấy thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là chưa được gia nhập cái khối NATO nhưng Ukraine đấy cũng đã thể hiện được cái tinh thần độc lập tự chủ tự cường với hình ảnh của tổng thống và phu nhân đấy trong bộ quân phục, hình ảnh của những cô gái với tên lửa vác vai, những khẩu AK-47, những vũ khí, những bộ quân phục và sự hy sinh của một nữ phi công xinh đẹp. Và chúng ta thấy rằng là cả hai phe đều tổn thất. Và nếu cái sức mạnh hủy diệt của tiềm lực quân sự của Nga đấy, thì có thể là san phẳng với Kiev, Kharkov, rồi hải cảng Odessa là chỉ trong trong vòng một nốt nhạc thôi. Thế nhưng cả hai bên nó đang đang dè chừng và đang đề nghị đàm phán thằng ạ. Vâng, đúng là như thế anh ạ. Nhưng mà có rất là nhiều quý vị khán thính giả vẫn bàn tán, vẫn xôn xao. Đó là gì? Ngay một khi cái phát súng đầu tiên xảy ra, tức là trước khi phát súng nổ ra thì đã có cuộc khẩu chiến rất là nhiều 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 lần trước đó. Nhưng nó lại buồn ở một cái chỗ là trước khi phát súng nổ ra thì cả hai bên đã ngay lập tức đưa ra những cái phương án, mà phương án này được cho là rất là kịch sĩ ngay từ ông Tổng thống Ukraine, xuất thân từ một kịch sĩ từ nước ngoài về. Với cái lứa tuổi người ta gọi là 44 tuổi thì lại chưa đủ chín để làm chính trị, lại chưa đủ già để mà chiêm nghiệm với cái kinh nghiệm thương trường, gọi là chính trường. Thì nó đẻ ra hai vấn đề mà chỉ cần nhìn vào cái mệnh lệnh của Tổng thống Ukraine chúng ta mới thấy đúng là kịch sĩ. Cái đầu tiên ý, là ông ta ra một cái lệnh là cấm xuất cảnh đối với tất cả công dân đủ 18 tuổi cho đến 60 tuổi. Cái thứ hai ý, là phát vũ khí phòng thân, đúng là như anh nói là các cái khẩu AK-47 cho tất cả người dân. Nhưng lại không ở các cái nhà lẻ mà lại tập trung về các cái nơi chung cư cao tầng và đông người để phòng vệ gọi là chính đáng. Đây. Thứ ba ấy là gọi tất cả công dân của Ukraine đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước Nga trở về quê hương bản quán. Thì ba cái động tác này đã thấy mọi người nổi lên một cái sự nghi ngờ, phải chăng đây là cái màn hài kịch của một kịch sĩ đã bắt đầu phát huy tác dụng? Bởi một nhẽ thế này, mặc dù cấm xuất cảnh đối với những người đủ 18 tuổi cho đến 60 tuổi để nhằm một mục đích cao nhất là tổng động viên và gọi tất cả những người này vào quân ngũ. Cái thứ hai ấy là phát vũ khí cho nhân dân. Đấy,
tập trung hết vào khu chung cư, cũng có nghĩa là quốc tế hiện nay đang phản ứng dữ dội là bất cứ quốc gia nào, dù chiến tranh có thế nào đi chăng nữa, thì chỉ được phép tấn công vào các cái cơ sở quân sự, chứ không được phép đụng đến những cái chung cư được coi là tập trung đông dân cư. Đấy. Thứ ba là gọi tất cả công dân của Ukraine tại Liên bang Nga trở về nước. Thì cả ba động tác này thì có hai động tác là phản tác dụng. Đó là cấm xuất cảnh đối với người đủ 18 tuổi đến 60 tuổi. Vừa mới phát lệnh xong thì biên giới dọc Ukraine và Ba Lan đã bắt đầu bị phá hàng rào và người dân Ukraine đã bắt đầu lũ lượt chuyển sang Ba Lan cư ngụ, được gọi là chuyển sang các tị nạn, các cái trại tị nạn. Và đây là cái nỗi mừng của người dân Ukraine. Hàng chục năm vừa rồi, người ta chỉ cần khi tiếng súng nổ ra giữa Nga và Ukraine, thì đây là một cái cơ hội để người dân Ukraine thoát khỏi cái sự nghèo đói, khổ sở, bệnh hoạn ngay cái đất nước mà được cho là xinh đẹp nhất châu Âu, Đông Âu. Bởi vì chỉ cần thoát khỏi cái biên giới Ukraine thôi thì những người nông dân, những người dân bình thường của Ukraine ngay tức thì được vào trại tị nạn ở Ba Lan và cuộc sống của họ trở nên huy hoàng ngay, ngay và luôn anh ạ. Đấy, đấy là cái mà mọi người đang rất là lăn tăn và băn khoăn. Vậy thì qua cái thông tin và cái thông điệp như thế này, anh là người đã đi qua, anh đã người từng nếm trải cái thời kỳ gian khó, huy hoàng và xem như là một cái đất nước cực kỳ văn minh so với Việt Nam cách đây hàng nửa thế kỷ cho đến trở lại đây. Và hôm nay anh nhìn lại cảnh tang thương, cảnh tan tóc và cái cảnh người dân lại mong muốn tiếng súng nổ ra để rời khỏi đất nước Ukraine, đi tìm miền đất hứa, như những cái cuộc tị nạn mà không phải là ít, mà đang như là một cơn vũ bão rời khỏi Ukraine. Vâng, hình ảnh ở biên giới, hình ảnh ở các cái cửa khẩu giữa Ukraine và Ba Lan vừa rồi cho chúng ta thấy cái điều này. Thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào? Đây có phải là cơn khủng hoảng nhân đạo hay là cái cơn khủng hoảng giữa một cái người được cho là đang đạo diễn cái giới tài phiệt quốc tế và một người đang được bị là giới tài phiệt quốc tế đạo diễn giữa hai ông tổng thống này? Vâng, anh có thể chia sẻ để mọi người chúng ta hiểu hơn một chút về cái nội tình đang diễn ra. Vâng, mời anh. Vâng, nội tình giữa Nga và Ukraine đó thì là tôi nghĩ rằng là có nhiều nhận định, có thể là trái chiều, có thể là thuận chiều, có thể là ủng hộ, có thể là phê phán, có thể là lên án, vân vân. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cuộc xung đột này đó, nó có nguy cơ dẫn đến cái chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Nó dẫn đến cái nguy cơ là bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba. Mà với cái tiềm lực quân sự của các cái khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, Nga và hiện nay là thêm nữa là Trung Cộng, Ấn Độ rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba này thì rất khủng khiếp, có thể hủy diệt cái sự sống ở hành tinh này. Thì tất cả đều là run sợ và né tránh. Thế nhưng mà cái diễn biến nó xảy ra đó, chúng ta thấy là Ukraine trước kia là sở hữu cái kho vũ khí hạt nhân, phải không ạ? Vâng. Và đã từng xảy ra cái sự cố của cái nhà máy điện hạt nhân nguyên tử Chernobyl, phải không ạ? Dạ vâng, đúng thế anh ạ. Thế cho nên là khi mà Nga tiến đánh đó, thì cái việc đầu tiên là ngoài những nước chư hầu đó, mà có nhiều người dân Nga sinh sống đó, nói ngôn ngữ Nga đó, phía đông Ukraine đó, thì Putin là quyết định là chiếm ngay, quản lý ngay cái Chernobyl, anh ạ. Vâng, vâng, đúng là như thế anh ạ. Và như thế là một số các cái giới sành tin và chính trị gia
thì đã đánh giá ngay từ đầu, không phải bàn cãi, ngay những người ở ngoài cuộc cũng đã nhận định là nếu như tấn công Ukraine thì ông Putin chắc chắn phải chiếm lĩnh ngay cái nhà máy phát điện hạt nhân của Ukraine, đó là Chernobyl làm lại. Bởi vì cái năm 1986 khi nổ cái nhà máy phát điện hạt nhân thì đã gây ra một cái thảm họa toàn cầu. Nhưng ngay sau đó, vì cái nhu cầu điện sinh hoạt không gì khác, đã phải mở một cái nhà máy Chernobyl thứ hai và hoạt động cho đến bây giờ. Và người Nga, ngay ông Putin đã xác định rằng đây là một trong những cái nguồn cung cấp năng lượng số một cho cả cái lãnh thổ Ukraine, chỉ sau cái giá trị đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Ukraine. Nếu như ông Putin ông nói rằng ông chỉ chặn hai cái cửa này thì người dân Ukraine sẽ chết cóng ngay cái mùa đông cuối này. Và đó cũng là cái gọi là cái yết hầu mà Nga nắm nắm đến và đã nắm được. Vậy thì anh đánh giá thế nào khi mà Nga đã nắm được cái cuống họng gọi là cái nhà máy phát điện lớn nhất số 1 của Ukraine rồi, và khóa luôn cái đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Ukraine nữa, thì người dân chỉ có biết là đóng cửa và chạy đi sang nước thứ ba, chứ không thể sống được ở giữa cái mùa đông nữa ở Đông Âu. Và như vậy là Nga đã thắng ngay từ cái ý nghĩ, chứ chưa cần đến như thế là những cái phát súng sau này. Anh đánh giá thế nào về cái ý tưởng này rất là cao siêu của trùm tình báo KGB ạ? Vâng, mời anh. Vâng, tất nhiên là Tổng thống Vladimir Putin đấy là một nhà chiến lược rất khó lường, rất quyết đoán, phải không Vâng. ạ? Chúng ta chỉ phê phán cái đồng tài của ông ta thôi. Thế nhưng cái việc mà ông ta ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thế giới hoặc là nguy cơ cho cái đất nước Nga, con gấu Nga của Putin, và cái sự ngây thơ chính trị của Tổng thống Ukraine, tôi cho anh chàng này là vẫn còn ngây thơ lắm, và chiến đấu quật cường đấy để chống lại cái cuộc xâm lăng của Putin đấy. Tôi nghĩ là cái tinh thần dân tộc là rất là cao, tôi Vâng. đánh giá rất cao cái quật cường của Ukraine. Thế hệ chúng tôi ngày xưa là có cái bài hát là đồng xanh bát ngát mênh mông Ukraine là nơi cố hương yên vui thanh bình. Bài hát là rất hay. Nhưng mà tôi không lại nhớ đến cái bài hát là cuộc sống ơi tôi mến yêu người, khi mà Yuri Gagarin đấy lần đầu tiên bay vào vũ trụ yêu cầu là đất nước là phát sóng cái bài hát này, thì lát nữa tôi sẽ hát cả hai bài này. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Một thời đáng nhớ đúng Mặc dù bây giờ là không còn hơi nữa và cái đàn bây giờ là chưa chưa lắp dây. ạ? Có thể hát luôn cho nó khỏi quên không? À dạ vâng, thế thì mời anh ạ. Vâng, kỷ niệm một thời đã đi qua, cái đất nước rất là tuyệt vời mà lúc bấy giờ chúng ta được gọi là đất nước của Liên Xô. Vâng. Vâng, xin mời anh. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова, вай снова. Вот узор. Xin lỗi vì hơi không còn Dạ vâng, chỉ một đoạn thôi, một đoạn cũng đã thể hiện là một thời đáng nhớ, một thời không thể quên, một thời chúng ta gắn bó với đất nước Liên Xô xinh đẹp, và coi như là cái niềm tin, tình yêu cũng như là cái hy vọng đối với đất nước được cho là nơi sinh ra cái nền cộng sản quốc tế và chủ nghĩa xã hội đàn anh mà đất nước Việt Nam chúng ta đã đi theo hơn nửa thế kỷ qua. Và có lẽ đó cũng là những cái kỷ niệm không bao giờ quên, một thời sinh viên tươi đẹp nhưng cũng rất là khó khăn gian khổ, chia sẻ những cái gánh nặng
ngọt bùi của đất nước Liên Xô và bây giờ trở về, chúng ta chia tay nhưng rõ ràng đó vẫn là cái quê hương thứ hai, dù mỗi người chúng ta chỉ 5 năm, 7 năm nhưng vô cùng gắn bó và vô cùng thân thương. Đến bây giờ trở về quê hương bản quán của chúng ta, nhìn lại đất nước của họ đang xảy ra những cái cuộc chiến mà giữa những người thân yêu của họ, đúng là chúng ta không khỏi bùi ngùi. Vâng, thế anh có thể chia sẻ một phần cái sự bùi ngùi mà bây giờ trước đây chúng ta xem họ là những người thân yêu, những người mẹ đáng kính, đáng quý và những người dân Nga rất là hiền lành, chất phác, thật thà, đôn hậu. Và bây giờ thấy họ như vậy, chúng ta có khỏi buồn lòng không? Vâng, anh có thể chia sẻ. Vâng, chúng ta rất là yêu quý nước Nga và tâm hồn Nga. Tôi đã thuộc lòng hàng trăm bài thơ của Pushkin, của Lermontov, của Sergei Yesenin. Và bây giờ có thể đọc bất kỳ bài thơ nào của các thi ca Nga này. Mặt trời của thi ca Nga là Pushkin. Thế thì có thể cuối chương trình tôi sẽ đọc một bài thơ của Pushkin này, nói lên cái tình yêu của mình đối với nước Nga. Dạ vâng. Thế mà sự thật là trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc, mà tôi đã đánh giá nó là cái cuộc chiến tranh ý thức hệ, là tiêu vong là tổn thất là 5 triệu người cho cả hai miền đất nước để chúng ta có cái thống nhất độc lập dân tộc tạm thời. Nhưng mà cái sự thống nhất của chúng ta thì lại chỉ thống nhất là lãnh thổ thôi, chưa có hòa hợp dân tộc, và nó xảy ra cái tình trạng là phe nhóm hiện nay gây bất ổn chính trị nghiêm trọng. Thì tất cả mọi cái sự kiện nó liên quan rất dĩ dắt lẫn nhau. Thế nhưng mà trong tất cả đây tôi thấy là chúng ta vẫn thiên tình cảm về nước Nga Xô Viết hơn, về Liên Xô cũ. Những ảnh hưởng của Trung Quốc đấy thì cũng có, nhưng mà ngày đó tôi còn nhớ là tôi học thuộc và hát rất hay cái bài Đông Phương Hồng có mặt trời lên của ca ngợi Mao Trạch Đông đấy. Vâng. Rồi là cái bài ca ngợi xã hội chủ nghĩa. Một thời là chúng ta là ấu trĩ trong xu thế đối đầu của thế giới và thành một tên lính xung kích trong cái chiến tranh lạnh, trở thành điểm nóng của thế giới, trong khi cả thế giới nó lạnh, nó gầm ghè nhau. Và chỉ đến khi mà chiến tranh hạt nhân đe dọa bùng nổ, đưa nhân loại đến vực thẳm sụp đổ, diệt vong, thì cả hai phe đấy, xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa mới lại tạm thời là hòa bạn với nhau, xuống thang trong chiến tranh này. Đây là thập niên 70 khi mà công nghệ phát triển, Đức và Nhật là hai kẻ thù cũ trước kia, một cái thời mà Stalin đã từng là anh hùng của thế giới trong cái việc mà tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít vào năm 1945. Tôi cũng hát luôn cái bài bài xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc nhá. Dạ vâng, mời anh ạ, vâng. Hát mấy câu thôi. Sự hào, sự chú ý của chế dân mình tiêu ấy cao. Hoàn cũng phải, với tàu tàu, thì cú chế bà đề bà thao bào lèo. Xuyên cơ dân mình ta thoàn chế, xuyên si, lưu sở hơi chú ý. Chiến sự cao trào, chiến sự cao trào. Tiến lên cao trào đấy. Dạ vâng. Và hôm nay qua cái chương trình chia sẻ giữa hai anh em thì quý vị khán thính giả cũng lại một lần nữa giật mình, đó là không những anh là người nói tiếng Việt sõi như người Việt mà lại là một người nghiên cứu không những là văn hóa Trung Quốc, văn hóa Nga, trong đó có rất là nhiều các cái thứ tiếng khác nhau, và đó cũng không hổ danh là một giảng viên đại học và là nhà nghiên cứu khoa học.
Và đó cũng là cái điều anh không những là hát một và số các bài hát tiếng Việt như anh đã từng giảng dạy mấy chục năm nay, mà anh còn thành thạo hai thứ tiếng được cho là hai nước của phe xã hội chủ nghĩa rất là tuyệt vời, đó là xã hội chủ nghĩa Liên Xô và xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Nhưng đó là vấn đề nghiên cứu, còn vấn đề ở lại trong tim, ở lại tâm hồn mỗi con người chúng ta như thế nào lại là một vấn đề đáng phải suy ngẫm, và chính điều đó chúng ta còn phải nghiên cứu chính mình nữa. Vâng. À, rất là cảm ơn anh về những cái bài hát vừa rồi. Và theo như chương trình đã đặt ra thì có rất là nhiều những cái câu hỏi và rất là nhiều những cái nguồn thông tin mà muốn anh cũng chia sẻ và để lan tỏa đến mọi người. Đó là trong cái cuộc chiến của Ukraine và chống lại cái gọi là cái cuộc chiến của phía Liên bang Nga, thì đẻ ra một cái nhận định thế này. Cái biên giới cuối cùng của Nga chỉ cách thành phố thủ đô Kiev có hơn 100 cây số. Nếu như người ta nhận định thế này, nước Nga chẳng cần phải lấn ra sang khỏi biên giới làm gì, cứ ở bên này cái tầm pháo đại bác, tầm pháo tên lửa ngắn nó trong có mấy phút đồng hồ thì thành phố thủ đô Kiev cũng thành cát bụi. Vâng, đấy là thực tế giữa đối đầu về vũ khí giữa hai bên. Nhưng người Nga người ta không làm vậy, bởi vì người Nga biết rằng thế này. Hiện tại những người dân đang sống và làm việc tại Ukraine cũng rất đông những người công dân của Nga đã và đang làm việc. Và ngược lại, những người đang cầm súng phía Liên bang Nga thì cũng lại là con dân của Ukraine đã đang và sinh sống hàng thế kỷ nay sau cái cuộc chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai. Họ là công dân của nhau, họ là những người anh em của nhau, và bây giờ họ đang âm thầm nghĩ rằng bây giờ mình cầm súng bắn về phía bên kia, liệu có phải trong đó có con em của mình mấy chục năm trước, liệu có cần phải ngắm thẳng hay ta cứ giơ súng về phía ấy và ta lái đi để ta bóp cò. Và điều này nó thể hiện rất là đúng, bởi vì chính trong thâm tâm của rất là nhiều người Việt Nam như vừa rồi đã được chia sẻ thế này. Cái thế hệ sau học sinh sinh viên của thập niên 80 và sau đó là cái làn sóng được gọi là đi du học và đi học tập, đi lao động, hợp tác, và số người Việt Nam ở lại cũng không hề nhỏ. Và chính số người Việt Nam ở lại đó hiện nay cũng đã trở thành ông thành bà, bởi vì cũng đã U60 trở lên. Và chính con cái của họ cũng đã trưởng thành và trở thành công dân của Nga, công dân của Ukraine và công dân của 15 nước Cộng hòa. Và khi đã trở thành công dân của các cái nước Cộng hòa ấy, nước sở tại ấy, thì họ phải làm tròn bổn phận của một người công dân, đó là cũng phải nhập ngũ, cũng phải tham gia bảo vệ Tổ quốc. Và trong làn sóng ấy, cả ở phía Ukraine, cả ở phía Liên bang Nga, thì hiện nay con em của người Việt đang tham gia lực lượng quân đội cũng không hề nhỏ. Và chính điều đó, có nhiều gia đình anh em sang 15 nước Cộng hòa, thì ông anh có thể là ở bên phía Ukraine, ông em có thể là ở bên phía Nga, và bây giờ cả hai ông anh, cả hai ông đều có con cái tham gia quân đội của hai bên, và họ cầm súng bắn về phía bên kia, họ luôn luôn nghĩ rằng không biết bên kia thằng em mình, thằng anh mình có đang cầm súng hay không. Chính điều này đã làm cản lại một cái phần quan trọng nhất là ý thức của dân tộc, ý nghĩa của cuộc chiến, và khi đối diện với kẻ thù không xem đó lại là kẻ thù. Vâng, cái góc nhìn này ở góc độ xã hội, về góc độ con người, về góc độ nhân sinh quan, anh đánh giá và nhìn nhận thế nào khi cuộc chiến xảy ra lại có cái hiện tượng lạ như vậy? Vâng, anh có thể chia sẻ để mọi người chúng ta hiểu hơn ạ. Có một câu luận ngữ và tôi mới đọc xong đó. Là người không biết lo xa thì ắt phải buồn gần. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta biết ơn rất nhiều đối với lại Liên Xô trước kia, viện trợ Việt Nam lại không hoàn lại. Mà cái thế là chúng tôi là cũng tếu táo là mấy câu, tức là CCCPSSR Vâng. đó, là các chú cứ phá. Thì Việt Nam đáp lại là càng cho càng phá. Ngày đó là tôi có tiêu chuẩn học đại quân sự ở Nga đấy, ở Liên Xô đấy. Thằng bạn tôi là sau này là anh bạn Quốc Cường ở Thanh Liêm, Hà Nam đấy, thay tôi là lớp trưởng, và anh ta là cũng đã học ở hình như là MU thì phải.
Đúng rồi, học viện quân sự. Sau này là mình leo lên đến đại tá rồi là tổng giám đốc Viettel. Thế thì không những tôi và rất nhiều anh chị em bạn bè đấy, chúng ta đấy, chúng ta nhớ rằng là trong 10 tỷ phú ở Việt Nam hiện nay thì có 9 tỷ phú là xuất thân từ Đông Âu theo Vâng, cái đúng quân là như sự thế anh này. ạ. Vâng. Trần Nhật Vượng nó chẳng qua là 4 tiểu ngạch, mà đầu tiên là mì gói phải không ạ? Vâng, mì tôm đấy anh Thế thì chúng ta không quên ơn, không quên tâm hồn Nga và cũng không quên cái công lao của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít. Trong đó công lao của Đại Nguyên Soái Joseph Stalin mà chúng ta lên án độc tài là tàn bạo vân vân. Thế lịch sử rất công minh, rất công bằng thôi. Thì đánh giá chung về hai vị tổng thống Putin và Zelensky phải không Dạ vâng, đúng rồi. ạ? Thì cả hai vị tổng thống này đều không muốn chiến tranh. Nhưng mà Nga thì không thể không gây áp lực với Ukraine mà ngăn chặn Ukraine, Nga đang là liên kết với lại Tây Âu, liên kết với Mỹ trong mối khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Và điều đó đã đe dọa trực tiếp đến cái việc mà độc lập tự chủ hay là cái tiềm lực kinh tế quốc phòng này của Nga hiện nay. Huống hồ đấy, Ukraine là một nước chư hầu của Nga. Và hiện nay đang thực hiện kiểu ly khai, chắc nước ly khai gì mà người Hồi giáo thì tôi quên tên Và Gruzia nhỉ? Vàng. ở Gruzia, nhưng mà Vàng. ngoài Gruzia là còn cái thằng Chắc gì đó. Vàng chết chắc chen nha. Vàng vàng chắc chen. Thế thì nó lại là liên quan đến cái việc mà Afghanistan và cái Taliban nó đang trỗi dậy phải không ạ? Dạ vàng. Mà cái thằng này nó lại đang sở hữu rất nhiều cái kho vũ khí hạt nhân bẩn. Vũ khí hạt nhân bẩn thì nó kinh lắm, phải không? Vâng. Nó không kiểm soát được cái kỹ thuật. Mà nếu cái nhà hạt nhân nổ ra thì là cả thế giới là bung và toang hết, không thể nào sống sót cả. Tiềm lực của Trung Quốc rồi đang ổn là dọa tiết lộ cái bí mật sản xuất hay là công thức sản xuất cái vũ khí hạt nhiệt hạch Vâng. là hơi chưa biết nó khủng khiếp như thế nào. Bởi vì cái phạt những hạt nhân nguyên tử là nó là hạt nhân mà nó phản ứng rất nhanh, giải phóng năng lượng rất nhanh, ánh sáng rồi là nhiệt độ rồi là sức ép thì cũng như là chất phóng xạ nó hủy diệt ngay sự sống. Cho nên cả thế giới đấy là đều khiếp sợ cái cuộc chiến tranh hạt nhân này sẽ nổ ra trong đại chiến lần thứ ba. Cái đây trong bối cảnh hiện tại thì là chúng ta vẫn ủng hộ cái việc hai bên đàm phán với nhau, phải không ạ? Thế nhưng là tổng thống Zelensky đây là không muốn đàm phán là cái nước chư hầu mà thân Nga, Belarus hoặc là những nơi khác. Và ông ta cũng muốn đàm phán ở một nơi do mình chọn, mà tất nhiên có sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Thì trên tất cả thì tôi vẫn hy vọng đấy là Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa đấy sẽ trở lại để khôi phục cái vị thế Hoa Kỳ trên thế giới. Bởi vì hơn ai hết thì là Hoa Kỳ lâu nay đấy vẫn là người đứng ra là
cầm cân đẩy mực cho cái hòa bình và trật tự thế giới. Thế nhưng mà hiện nay là Trung Quốc trỗi dậy, thế giới là ổn hung hăng như thế, Taliban cũng đang trỗi dậy, mà Nga cũng đang là hùng cường như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là đại chiến thế giới lần thứ 3 khả năng xảy ra rất cao, bởi vì là chiến sự hiện nay vẫn leo thang. Putin hay là Zelensky đang có những bước đi đấy, mặc dù đã chững lại, đã hạn chế ở mức độ nào, thế nhưng mà lâu dài rồi, cái khối NATO cũng như là cái nước Tây Âu đấy và Mỹ đấy sẽ khiến là cuộc chiến tranh kéo dài và Putin xa lầy. Rồi chúng ta thấy là chỉ trong 3 ngày thôi là Nga đã thiệt hại là hàng trăm tỷ USD phải không ạ? Rồi tổn thất rất lớn. Mà hiện nay là các cái cánh quân cũng đang phải dừng lại, bởi vì không có hậu cần, thiếu hậu cần. Cho nên điều mà Nga sợ nhất ấy, đó là xa lầy trong chiến tranh, giống như Việt Nam xa lầy ở Campuchia vậy. Bây giờ là Nga lại đưa ra khẩu hiệu tức là chống những cái tổ chức phát xít ở cái nước Cộng hòa xung quanh cái, hay là ngay trực tiếp đất nước Ukraine, vu khống cho họ là những nhóm phát xít, lực lượng phát xít gây nguy hiểm cho thế giới và cho nước Nga. Bây giờ là đồng Âu thì như vậy, Nga Ukraine như vậy, chúng ta cũng phải tính đến cái chuyện tức là chiến tranh Trung Cộng thôn tính Đài Loan đấy liệu có xảy ra trong ngày 1, ngày 2. Rồi Biển Đông đấy thì rõ ràng với sự tranh chấp sẽ sôi sục hơn. Và đối với đất nước chúng ta thì chúng ta quan tâm nhất đấy không phải là số phận của những kiều dân Đông Âu là người Việt đã sinh sống, hay là người Nga ở Ukraine. Một cái quan trọng hơn đấy là Việt Nam sẽ là tâm điểm ở cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong đại chiến thế giới lần thứ 3. Và nhiều khả năng nó sẽ bùng nổ đấy, nếu có kéo dài, đàm phán không đi đến cái kết quả nó bình ổn. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tâm thế chính trị khi mà cái cuộc tranh chấp quốc tế nó diễn ra nghiêm trọng như vậy. Vâng, và đúng là theo cái cách đánh giá của anh, nhìn ở góc độ về vấn đề xã hội học, nhìn ở góc độ khoa học lịch sử cũng như là khoa học quân sự, ta mới thấy được rằng đúng là cái cuộc đối đầu giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Putin, rõ ràng nó là một trời một vực không thể so sánh. Bởi vì như nhắc lại buổi ban đầu có chia sẻ với anh, đó là một người thì đang đạo diễn cái giới tài phiệt, không những là lãnh thổ Liên bang Nga mà còn là lãnh thổ của rất là nhiều các nước Đông Âu khác. Một người thì đang bị cái giới tài phiệt đạo diễn, rõ ràng một cái anh hài kịch thì bị đạo diễn là chuyện đương nhiên. Nhưng nó lại đẻ ra một cái vấn đề thứ hai, tức là nhìn ở góc độ thực tế của cuộc sống thì rất là nhiều người đang sống ở thủ đô Kiev, đang sống ở lãnh thổ Ukraine, đã kêu lên rằng 10 năm trở lại đây, cái đồng tiền của Ukraine nó mất đi giá trị hàng ngày. Và chính vì thế cái đời sống hàng ngày của người dân Ukraine hiện nay lại xem cái việc tiêu đồng tiền đô la nó như là một sự nghiễm nhiên, và xem cái đồng tiền thứ hai này nó gần như là một cái đồng tiền tiêu chính thức, và ai cũng xem nó là một cái gọi là cái chỗ dựa. Vậy thì cái đồng đô la này từ đâu đến? Ai là người tài trợ?
Và cái điều quan trọng nhất là cái đất nước Ukraine là một cái đất nước ở một cái được gọi là một cái đồng bằng rất là tuyệt vời của Đông Âu, là cái nơi sản sinh ra những cái sản phẩm sạch của nông nghiệp. Ấy thế nhưng nhiều năm vừa rồi là bị tê liệt hoàn toàn, bởi vì người dân thì bỏ đồng ruộng, nhà máy không hoạt động, và người ta đi tìm cái miền đất hứa ở những cái nước ở Đông Âu khác. Và chính cái điều này nó đẻ ra một cái là gì? Không những là cái nền kinh tế của Ukraine hiện nay đã sa vào cái gọi là khủng hoảng kiệt quệ, mà chính cái điều này là cái sự bỏ bê một cái được gọi là cái bờ xuôi ruộng mật của một cái vùng châu Âu đẹp như thế. Vâng, và anh đánh giá và nhìn nhận thế nào khi cái bờ xuôi ruộng mật người ta sẵn sàng vứt bỏ để đi tìm một miền đất hứa? Vậy Ukraine có phải đang bị các cái thế lực chia chác về quyền lợi chính trị, quyền lợi quân sự, rồi là quyền lợi tài phiệt, và người ta tìm kiếm ở ở đó cái gì? Tất nhiên là phía Nga, tức là phía ông Putin không muốn là NATO sẽ đặt chân ở Kiev. Và ông Tổng thống Ukraine là Zelensky cũng chẳng muốn là ông Nga can thiệp. Nhưng cái sự hiển nhiên từ mấy chục năm trở lại đây là ông Ukraine luôn luôn là người lệ thuộc hoàn toàn vào Nga. Vâng. Vậy thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào? Một ông rõ ràng là đang lệ thuộc mà cứ miệng nói rằng tôi không cần ông. Vậy thì nó sẽ xảy ra cái điều gì trong cuộc chiến sắp tới, và nó sẽ xảy ra những vấn đề vấn nạn về những cái tị nạn nào, những tệ nạn ghê gớm nào? Anh có thể chia sẻ để mọi người chúng ta hiểu hơn về cái bản chất của cuộc chiến. Vâng, mời anh ạ. Tôi đêm qua tôi có nghe rất kỹ cái bài của giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Thế Cương đó. Vâng. Thì thiếu tướng là đánh giá là Zelensky là rất tệ hại và ủng hộ Putin. Tất nhiên là nó cũng giống như là cái tâm thế của chúng ta đấy, khi mà cuộc chiến đã nổ ra 2 3 ngày nay, nó đang đi đến chỗ đàm phán, thì Zelensky thì cũng không có đủ sức để mà hết pin rồi này. Mà tiềm lực quân sự của Nga thì có thể hủy diệt Ukraine, là một số thành phố thủ đô hay là những cái quân sự, những cái căn cứ quân sự của Zelensky, hủy diệt trong vòng vài nốt nhạc thôi. Tôi cho rằng là khoảng 2 3 tuần đấy, hoặc là cùng lắm là 7 tuần thì Nga sẽ chiếm trọn vẹn Ukraine và khống chế được tất cả các nước Cộng hòa lân cận. Thì cái xu thế chiến tranh đấy, sợ nhất là nó kéo dài và nó sẽ dây dưa, nó ảnh hưởng đến cái cục diện thế giới, cái mâu thuẫn thế giới giữa các cái gã khổng lồ gỗ Nga hay là Hoa Kỳ hay là Trung Cộng, rồi hung hăng như ổn, liều chết như là Taliban. Tôi nghĩ là cái nguy cơ chiến tranh thế giới đấy, nó sẽ xảy ra theo cái âm mưu của cái thế giới tài phiệt anh ạ, Vâng. của tất cả các cái phe này, các lực lượng này, các cái siêu cường này. Ngay Biden cũng phải tuân theo cái bà tài phiệt UN thôi, thượng nghị viện hạ nghị viện này quyết định chiến tranh hay là gì đó là cũng phải căn cứ vào cái sự chỉ đạo của cái thế giới tài phiệt này. Tài phiệt phố UN thì hiện nay là nó im lặng đấy, nhưng mà thực tế mà nó đang phát tác thì cái ảnh hưởng của nó rất lớn đối với lại Tổng thống Biden. Chúng ta không chê Biden, cũng không chê Zelensky, hay là cũng không phê phán nặng quá đối với Putin, bởi vì đó là cái suy nghĩ chiến lược, cái tầm chiến lược để đi đến ổn định thế giới.
xây dựng một cái trật tự thế giới mới. Trong đó thì Nga cũng muốn vươn lên làm bá chủ toàn cầu. Trung Cộng thì càng rõ hơn. Mỹ thì vị thế sụt giảm rồi đấy, nhưng mà hiện nay là Mỹ vẫn đang muốn Donald Trump và Đảng Cộng Hòa trở lại. Thế rồi là châu Á Thái Bình Dương của chúng ta thì là Biển Đông đã sôi sục. Và tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất chúng ta quan tâm nhất đấy là Việt Nam chúng ta sẽ mất đi vĩnh viễn cái cơ hội độc lập tự chủ. Vĩnh viễn mất đi cái cơ hội thoát trùng anh ạ. Vâng. Cho nên bây giờ là chúng ta cứ tạm gác một bên cái cuộc tranh chấp giữa Nga hay là gây áp lực đối với Ukraine, rồi thế giới nó can thiệp, mà chúng ta hãy tìm ra cái giải pháp tình thế trong tiền đình đất nước hiện nay anh ạ. Vâng. Vậy là chúng ta cũng nên chuyển đề tài đi, Dạ vâng. chiến sự nó đang diễn ra phức tạp lắm. Dạ vâng, đúng đấy ạ. Và đúng là trước khi chuyển đề tài thì có một cái suy nghĩ và cái câu hỏi lâu nay ở chính trường người ta vẫn đặt ra. Vậy thì tại sao cái ông Mỹ lại sợ cái ông Nga? Bởi vì cái sấp ngửa bàn tay mà ông Mỹ theo dõi mấy chục năm vừa rồi đã phát hiện được ra một cái điều vô cùng sợ hãi ở lãnh thổ Liên bang Nga. Đó là hàng trăm các cái đoàn tàu tốc hành mà lại chở không phải là các cái container theo quy chuẩn quốc tế mà lại là chở các cái loại container riêng biệt của Nga sản xuất. Vậy thì trong mỗi một cái container ở trên mỗi một cái đoàn tàu ấy nó có một cái chiều dài khác thường, có bề rộng khác thường và được trang bị và được mã hóa và nó chạy liên tục 24 trên 24 giờ, nó cứ chạy liên tục như thế. Thế thì cái giới quân sự đã đánh giá đó là các cái đoàn tàu chuyên biệt, nó trực thuộc là cái bộ tư lệnh hạt nhân mà trực thuộc đối với duy nhất một người, đó là trực thuộc văn phòng tổng thống. Và các cái đoàn tàu này luôn luôn thay đổi các cái vị trí, có thể nay là ở Vladivostok, ngày mai đã ở Trung Nga và ngày kia có thể đã nằm ở biên giới Ba Lan. Và những đoàn tàu này luôn luôn thay đổi vị trí, nhưng ở đó nó chứa đựng là mỗi một cái đoàn tàu là một bộ tự điều khiển, tự vận hành trực thuộc cái lệnh của tổng thống, đó là các cái đoàn tàu hạt nhân. Và người ta cảm nhận rằng nó có một cái khác biệt ở đây ấy, là mỗi một đoàn tàu nó có bốn cái đầu máy anh ạ. Hai đầu máy chạy bằng tự hành là chạy bằng diesel, hai đầu máy là chạy bằng cái năng lượng điện, tức là lệ thuộc vào mạng lưới điện quốc gia. Có nghĩa là một trong hai tình huống thì tàu vẫn chạy, mất điện tàu vẫn chạy anh ạ. Và điều này là thằng Mỹ luôn luôn sợ hãi, bởi vì trong mỗi đoàn tàu ấy có khoảng 40 cái toa. Thì trong 40 toa thì người ta nói rằng là ít nhất là 20 toa là các cái trang bị kỹ thuật phục vụ cho nốt bấm hạt nhân. Còn 20 toa là các cái kho nhiên liệu và chỉ cần trong vòng một tiếng đồng hồ đã lắp đặt hoàn chỉnh một cái đầu đạn hạt nhân. Vâng, như vậy là gì? Họ có thể vận hành và triển khai bất cứ lúc nào, và đây là cái nỗi sợ. Vậy thì cái nỗi sợ này chính vì thế nó đẻ ra một cái nguy cơ hạt nhân như anh nói là nằm trong cái việc sấp ngửa bàn tay. Vậy thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào khi cái nguy cơ nó đã lên đến đỉnh điểm và hàng trăm hàng ngàn đoàn tàu này của Nga nếu như chọc đúng một cái con gấu Nga mà nó đang say nắng chẳng hạn thì sẽ xảy ra một cái sự khủng khiếp nào? Vâng, anh có thể chia sẻ khi anh đánh giá ở góc độ cao hơn một chút, là nhìn cái nhìn của nhà quân sự một chút ạ. Vâng mời anh. Từ rất lâu rồi tôi đã định nghĩa rằng là không có ai là một kẻ chiến thắng đấy khi mà chiến tranh hạt nhân bùng nổ anh ạ. Vâng. Cái thập niên 70 đấy mà không xuống thang thì thế giới đứng trước với bờ vực chiến tranh hạt nhân đấy. Hai cái kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga ở Liên Xô đấy mà khởi động đấy thì thế giới tan hoang ngay. Vâng. Hiện nay thì cái tiềm lực nó còn mạnh hơn nữa với cái công nghệ của hạt nhân nguyên tử đấy, bom nhiệt hành hơi của thằng Ổn chẳng hạn, chưa biết là mức độ khủng khiếp của nó như thế, hủy diệt khủng khiếp của nó như thế nào. Tôi nghĩ là
tất cả đều phải sợ. Dù có leo thang lên đâu thì cũng sẽ là phải tìm cách hòa hoãn để mà ngăn chặn trên hạt nhân thôi. Cái điều đáng lo nhất là cái ổn mà liều lĩnh ra tay đấy. Hoặc là Taliban nó dùng hạt nhân bẩn đấy. Vâng, đó là cái nỗi sợ anh ạ. Cái xu thế thế giới, cái thế giới tài phiệt mà nó chỉ đạo ngầm trong cuộc chiến tranh này đó, kéo dài chiến tranh và dẫn đến chiến tranh thứ ba đấy. Tôi nghĩ là nó cũng đều sợ cái sự bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Thế thôi, chứ còn bây giờ là chúng ta biết rằng là tiềm lực quân sự của Nga thì rất là khủng khiếp, tôi không nghi ngờ gì điều đó. Dạ vâng. Nhưng Mỹ nó có vẻ già cỗi rồi, còn Trung Cộng hay là ổn thì hiện nay công nghệ hạt nhân của nó đến đâu thì để chúng ta hình dung ra được, nó có sức mạnh hủy diệt cả thế giới. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh những chia sẻ vừa rồi. Và mặc dù còn rất là nhiều những cái đề tài, nhiều câu hỏi, và đồng thời cuộc chiến giữa hai người anh em sẽ còn nóng bỏng và còn gay cấn, đồng thời còn nhiều câu chuyện cần phải tìm hiểu và chia sẻ. Nhưng rất tiếc là mỗi cái buổi đàm đạo, thời lượng của chương trình cũng có hạn. Có lẽ là anh thay lời muốn nói để kết thúc cái buổi đàm đạo này, anh cho một cái lời kết để chúng ta kết thúc và chia tay khán thính giả, và lại phải hẹn khán thính giả ở nhiều buổi đàm đạo sau. Vâng, xin mời anh ạ. Như tôi nói ban đầu đấy, là cái giải pháp tình thế hiện nay đấy, trong cái bối cảnh mà châu bò đánh nhau rồi mỗi chết đấy, thì Việt Nam chúng ta ứng xử như thế nào, phải không ạ? Với lại cái lời kết của tôi đấy là chúng ta đang ở trên cái đà suy vong, bất ổn chính trị và có nguy cơ dẫn đến sụp đổ chế độ hoặc là có thể mất nước. Bởi vì mấy lý do thế này. Tham nhũng nó trở thành quốc nạn. Mà chứ như là cái bài thơ mà tôi mới đăng lên đấy là quốc nạn chồng lên quốc nạn. Thì nhân dân và lực lượng yêu nước, lực lượng yêu tự do, yêu dân chủ, yêu hòa bình và tiến bộ xã hội hiện nay có thể nói rằng là khủng hoảng nghiêm trọng cái niềm tin vào cái thể chế hiện nay, anh ạ. Vâng. Đấy là cái tình thế của chúng ta hiện nay, tình hình của chúng ta hiện nay là cái niềm tin đã bị bức tử, anh ạ. Vâng. Cho nên là chị Ngọc Dung hay là chúng ta đây là vừa mới làm cái đơn thứ hai đòi Nguyễn Hòa Bình từ chức, phế truất Nguyễn Hòa Bình. Thế nhưng mà đài Trung Cộng thì lại tuyên bố rằng là Nguyễn Hòa Bình có thể là tổng bí thư thay thế cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế trong bối cảnh đó thì là những cái đại án thế kỷ đe dọa sự tồn vong chế độ lại bất ngờ xì ra. Tôi nghĩ rằng là các đại án này nó đã được theo dõi và biết đến từ rất lâu rồi, ít dạng vài ba năm trước rồi. Ví dụ như đại án Kít Tét Việt Á, rất nhiều bộ ngành liên kết và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, và tất nhiên là nó theo sự chỉ đạo của tình báo Hà Nam của Trung Cộng. Cho nên đại án Kít Tét Việt Á đấy, nó mang màu sắc là sự khủng hoảng chính trị, mang cái tính chất là chủ nghĩa tư bản thân hữu, lũng đoạn nhà nước. Cái lũng đoạn nhà nước này nó cũng giống như là tài phiệt mà lũng đoạn Mỹ, lũng đoạn Nga. Putin thì đã dẹp được cái những thế lực tài phiệt này, cho nên chúng ta cũng phải diệt các cái phe nhóm này thì mới mang lại sự bình ổn chính trị. Thế nhưng các phe nhóm lợi ích hiện nay đấy,
nó đang theo cái sự chỉ đạo của Trung Hoa. Ví dụ như thiết Tết Việt Á đấy là gián tiếp gây ra cái thảm họa diệt vong 30.000 nạn nhân F0 Covid-19. Nó tàn phá cái nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta biết rằng là có cái nền kinh tế là chiếm tỷ trọng GDP hàng đầu Việt Nam. Thế cái thế lực ngầm hay là cái nhóm nội phản này đấy, rất nhiều nhóm. Sau cái đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nó lại bung và toang ở Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh là trước kia nó không vượt quá 4.000 ca mỗi ngày, nhưng bây giờ Hà Nội là tới 7.000 ca F0 mỗi ngày. Và chúng ta phải thử hình dung đấy, chọc máy mũi thế rồi là cách ly rồi là chốt chặn rồi là gào ghế thắp gai thế rồi là cách ly không điều trị, bỏ mặc cái người nhiễm bệnh chết trong cái bệnh viện dã chiến, hoặc là không quan tâm đến cái bữa ăn đời sống hàng ngày đã cạn kiệt của hàng triệu lao động trong doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hà Nội có thể nói là sẽ tử vong nhiều hơn nếu thực hiện cái cách ly theo kiểu Vũ Hán. Đấy là cái điều mà chúng ta phải thấy được. Cái chỉ thị 16, 15, 16 này, cũng như quân đội đưa thiết giáp vào này, để mà ngăn chặn cái bạo loạn biểu tình hay là cái sự đảo chính của cái phe nhóm nội phản. Thế nên cái số phận của Trung Quốc Anh hiện nay cũng như là các bộ trưởng, Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ Trung Quốc Anh là giống như là cá nằm trên thớt vậy. Trước khi kết thúc chương trình, để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về chương trình cho chúng tôi, xin mời quý vị khán thính giả nghe tôi xin nhắc lại như sau. Mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên, năm sinh, quê quán chỉ cần ghi từ cấp huyện trở lên, nghề nghiệp nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh, nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên, và sau đó ký tên. Và quý vị khán thính giả sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại và gửi về cho chương trình chúng tôi. Quý vị kết bạn Zalo với một trong ba số điện thoại Zalo như sau. Thứ nhất là điện thoại của chị Ngọc Dung, cũng là số Zalo có số 0832359941. Tôi xin nhắc lại, chị Ngọc Dung điện thoại 0832359941. Và số điện thoại Zalo thứ hai của Thám Tử Ẩn Danh 2 đó là 0382050061. Tôi xin nhắc lại, điện thoại Thám Tử Ẩn Danh 2 0382050061. Và số điện thoại Zalo thứ ba là của anh Trần Minh Tấn, có số điện thoại như sau: 0346233386. Vâng, tôi xin nhắc lại, điện thoại của anh Trần Minh Tấn 0346233386. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ quan tâm, đồng hành và chia sẻ đến chương trình. Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Và đặc biệt là đối với các cô, chú, ông bà, các anh, các chị đang nghỉ hưu, luôn luôn an lành, vui vẻ, cùng con cháu và người thân của mình hưởng an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Trước khi kết thúc chương trình, để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về chương trình cho chúng tôi, xin mời quý vị khán thính giả nghe tôi xin nhắc lại như sau. Mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên, năm sinh, quê quán chỉ cần ghi từ cấp huyện trở lên,
Nghề nghiệp, nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh, nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên, và sau đó ký tên. Và quý vị khán thính giả sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại và gửi về cho chương trình chúng tôi. Quý vị kết bạn Zalo với một trong ba số điện thoại Zalo như sau. Thứ nhất là điện thoại của chị Ngọc Dung, cũng là số Zalo, có số 083-235-9941. Tôi xin nhắc lại, chị Ngọc Dung, điện thoại 083-235-9941. Và số điện thoại Zalo thứ hai của Thám Tử Ẩn Danh 2 đó là 038-205-0061. Tôi xin nhắc lại, điện thoại Thám Tử Ẩn Danh 2 038-205-0061. Và số điện thoại Zalo thứ ba là của anh Trần Minh Tấn, có số điện thoại như sau: 034-623-3386. Vâng, tôi xin nhắc lại, điện thoại của anh Trần Minh Tấn 034-623-3386. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ quan tâm, đồng hành và chia sẻ đến chương trình. Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Và đặc biệt là đối với các cô, chú, ông bà, các anh, các chị đang nghỉ hưu, luôn luôn an lành, vui vẻ, cùng con cháu và người thân của mình hưởng an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.